Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Đây là phần bình luận và dự đoán mang tính chất giải trí, dựa trên những tình tiết đã xảy ra trong phim. Mọi góp ý của quý vị và các bạn sẽ là động lực để kênh cố gắng và hoàn thiện hơn. Vừa mới mua xe, Hiếu bất ngờ gây tai nạn chết người. Mời các bạn cùng xem tập 4, món quà của cha. Sự cố đáng tiếc của Hiếu khi gây tai nạn cho người phụ nữ đã làm gia đình anh vô cùng hoảng loạn. Hiếu sống ở quê cùng bố, ông Nhân và ngày ngày anh đi chở hàng thuê để kiếm sống. Gia đình họ đang trên đà cải thiện cuộc sống và ông Nhân cũng rất ủng hộ ý định của Hiếu khi anh muốn mua lại chiếc xe tải để chủ động trong công việc chở hàng. Tuy nhiên, vận đen đã đến không đợi sự mong đợi. Hiếu bất ngờ tông trúng một người phụ nữ đang đi xe máy, làm người này nằm bất động. Cả Hiếu và người này, Ninh, đều hoảng sợ và luống cuống trước tình huống không may này. Hiếu biết rằng anh phải chịu trách nhiệm với hậu quả của việc gây ra tai nạn này. Tuy Hiếu cảm thấy cảm kích với sự ủng hộ của ông Nhân trong việc mua xe và tự kinh doanh, nhưng anh không biết làm thế nào để giải quyết rắc rối hiện tại. Chồng của nạn nhân đến tận nhà và đòi bắt vạ Hiếu. Anh ta giận dữ và nghĩ Hiếu định trốn tránh trách nhiệm sau tai nạn. Hiếu bị áp lực và cảm thấy tội lỗi vì đã gây ra tổn thương cho người khác. Ông Nhân nghe tiếng ồn ào bên ngoài sân và chạy ra xem, thì mới biết chuyện Hiếu đã gây tai nạn và nạn nhân bị gãy chân. Ông Nhân tức giận với con trai và thật lòng lo lắng cho Hiếu và gia đình. Trước mắt, ông không hề biết cách giúp con trai giải quyết tình huống này. Ông chỉ biết rằng Hiếu phải chịu trách nhiệm và đối diện với hậu quả của hành động của mình. Sau khi chồng của nạn nhân ra đi, Hiếu cảm thấy đau lòng và áp lực tăng cao. Anh biết là không thể trốn tránh trách nhiệm và phải đối mặt với hậu quả. Hiếu quyết định nói sự thật với ông Nhân và kể về tai nạn mà anh gây ra. Anh biết rằng ông là người thân thiết và duy nhất có thể giúp đỡ anh trong tình huống này. Liệu Hiếu sẽ giải quyết rắc rối này ra sao? Ông Nhân có cách gì để giúp con trai? Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.